Nhật ký 1786. Thứ sáu sau lễ thánh thể, ngày 17 tháng 6 năm 1938. Vào thứ sáu sau lễ thánh thể, tôi cảm thấy quá yếu nhược đến độ tôi tưởng phút giây được ngóng đợi từ lâu đã đến. Hồi đêm, tôi bị sốt rất cao và thổ ra toàn máu. Tuy nhiên đến sáng, tôi cũng đi rước Chúa Giêsu, nhưng không ở lại dự thánh lễ được. Đến chiều, thân nhiệt của tôi thình lình thụt xuống 35,8 độ C. Tôi cảm thấy rã rời như thể mọi sự trong người tôi đang chết dần. Nhưng khi dìm mình trong cầu nguyện thẳm sâu, tôi được biết vẫn chưa đến giờ phút giải thoát, nhưng chỉ là một tiếng gọi gần hơn của đấng tình quân của tôi mà thôi. Nhật ký 1787. Khi được gặp Chúa, tôi thưa với người: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đùa với con đấy nhé. Chúa cho con thấy cổng thiên đàng đã mở, rồi Chúa lại bỏ con ở trần gian này. Chúa phán với tôi: Khi về thiên đàng, con sẽ nhìn thấy những ngày hiện nay. Con sẽ vui sướng và sẽ muốn nhìn thấy càng nhiều ngày như thế càng tốt. Hỡi ái nữ của cha, cha không ngạc nhiên về việc giờ đây con không hiểu được điều này, bởi vì tâm hồn con đang ngập tràn đau thương và khát khao cha. Thái độ tỉnh thức của con làm thỏa lòng cha. Lời cha như thế là đủ cho con. Điều ấy hiện giờ sẽ chẳng còn lâu nữa đâu. Và linh hồn tôi lại thấy mình còn ở chốn khách đầy. Tôi kết hợp với thánh ý Chúa với lòng yêu mến, phó mình cho những định luật đầy yêu thương của người. Nhật ký 1788. Những câu chuyện tôi nghe được ở đây về các vấn đề thế giới làm tôi mệt mỏi đến gần ngất xỉu. Các chị chăm sóc tôi đã nhận ra tình trạng này bởi vì nó hiện lộ ra ngoài. Nhật ký 1789. Hôm nay tôi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa chiếu rải từ bức hình. Nhiều linh hồn đang được lãnh nhận các ơn thánh, tuy họ không công khai nói ra điều ấy. Mặc dù bức hình phải trải qua đủ thứ thăng trầm, nhưng Thiên Chúa sẽ nhờ đó mà được vinh quang. Những nỗ lực của Satan và các kẻ dữ sẽ vỡ tan tành và phí công tất cả. Bất chấp nỗi cuồng nộ của Satan, lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng trên toàn thế giới và sẽ được mọi tâm hồn tôn thờ. Nhật ký 1790. Tôi đã biết để cho Chúa hành động trong linh hồn. Linh hồn không được hành động theo ý mình. Nếu không, Thiên Chúa sẽ không thể thực hiện ý định của người.